Xin được kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình để được chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến các vấn đề về sức khỏe. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là căng thẳng stress, thủ phạm chính của chứng rụng tóc, bạc tóc sớm. Và nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chủ đề của chương trình, đừng ngần ngại liên hệ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng để được tư vấn. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Body Hair đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, căng thẳng stress là vấn đề về tâm lý mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng đã gặp qua. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại bây giờ, đặc biệt là với dịch bệnh COVID-19, với những cái tác động nặng nề về sức khỏe, công việc, tinh thần, chính vì vậy mà nhiều người rơi vào trạng thái là căng thẳng, hoang mang, lo lắng, stress kéo dài. Sau một khoảng thời gian nhận thấy mình bị rụng tóc và thậm chí là có những trường hợp bị bạc tóc sớm. Vậy mối liên hệ như thế nào giữa căng thẳng, lo âu, stress với lại rụng tóc, bạc tóc sớm? Cách thức như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Hai vị khán giả sẽ cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu đó là anh Đông và chị Nghi. Xin chào anh chị ạ. Chào bác sĩ và chào MC ạ. Em chào bác sĩ và chào MC, chào khán giả chương trình. Cảm ơn các khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình. Thưa bác sĩ, bạc tóc đó là một cái dấu hiệu của quá trình lão hóa rất là bình thường. Tuy nhiên hiện nay thì có nhiều người gặp phải trường hợp là bị bạc tóc sớm do những căng thẳng, lo âu, stress trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì có mối liên hệ như thế nào giữa stress với lại bạc tóc sớm thế ạ? Sau khoảng 40 đến 50 tuổi cũng giống như là tùy theo cái di truyền của gia đình mà tóc của chúng ta có thể bạc ít hoặc là nhiều. Tuy nhiên có một số bạn hiện nay rất là trẻ mà chúng tôi cũng gặp là bị bạc tóc. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân hiện nay mà chúng ta thường gặp đó là do tình trạng bị stress. Stress do công việc, có những bạn trẻ là stress do học tập, rồi có nhiều khi stress do cái cuộc sống, trong cái cuộc sống gia đình của mình. Các cái nhà khoa học người ta nghiên cứu cho thấy là khi chúng ta bị stress á, thì thường cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra rất là nhiều các cái chất người ta gọi là chất oxy hóa. Những cái chất đó thì khi nó kết vào các cái tế bào trong cơ thể chúng ta, nó sẽ làm gây hủy hoại những cái tế bào trong cơ thể chúng ta và nó gây tổn thương. Thì nếu mà một cái người nào đó mà bị cái stress mà nó lại bị ảnh hưởng đến cái mái tóc, thì khi đó cái chất oxy hóa đó nó sẽ kết vào cái nang tóc. Mà cái nang tóc của chúng ta thì cái màu tạo màu cho cái tóc của chúng ta nó lại có một cái, người ta gọi đó là một cái chất đó là cái melanin. Cái melanin đó nó là một cái chất mà tạo màu cho tóc. Khi chúng ta bị stress thì cái chất mà oxy hóa nó tạo ra, người ta gọi là hydroperoxide, thì nó sẽ kết dính vào cái nang tóc đó và nó sẽ làm cho hủy hoại đi cái sắc tố melanin. Và khi đó chúng ta bắt đầu cái sợi tóc của chúng ta nó bạc dần đi và đôi khi nó là mất màu luôn. Thưa bác sĩ, như vậy là nguyên nhân gây bạc tóc do căng thẳng stress thì đã có. Phải có cách nào để có thể khắc phục được cả vấn đề này để giúp cho người bệnh không bị căng thẳng stress quá mức và tóc trở lại đen hơn được không ạ? Để mà chúng ta có cải tạo được cái tình trạng mà bạc tóc của chúng ta đó, thì chúng ta phải giải quyết cái nguyên nhân. Mà một trong những nguyên nhân hiện nay đó là do cái yếu tố mà stress, thì chúng ta phải giải quyết được cái stress. Thì trong cái stress này thì nếu mà chúng ta gặp cái stress do công việc hoặc là do học tập á, thì chúng ta phải có, đầu tiên các bạn biết được cái nguyên nhân đó rồi thì các bạn phải giải quyết stress bằng cách các bạn điều hòa lại cái hoạt động của công việc của chúng ta. Cái thứ hai, bên cạnh cái stress đó thì để cho cái chống được cái stress đó thì chúng ta phải có một cái chế độ nâng đỡ cơ thể. Do đó các bạn sẽ cố gắng là ăn uống cho đầy đủ các chất. Ngoài cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cũng phải tập luyện. Khi tập thể dục nó giúp cho các bạn rất là nhiều. Khi chúng ta tập thể dục thì cái hormone mà tăng trưởng nó phát triển, nó được tiết ra, do đó nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta lấy lại cái sự hồi phục của cơ thể. Và như vậy cái nang tóc của chúng ta đôi khi nó cũng sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên quên là chúng ta đừng dùng những cái chất kích thích quá nhiều. Vì những cái chất kích thích cũng là một trong những cái yếu tố mà làm cho cái tình trạng lão hóa của chúng ta sớm hơn. Vì nó sẽ tạo ra những cái gốc oxy tự do và khi đó nó sẽ làm cho cái tình trạng oxy hóa của cơ thể của chúng ta nhiều hơn. Một cái may mắn hiện nay đó thì các nhà khoa học người ta đã phát hiện ra được là trong tự nhiên của chúng ta nó có rất là nhiều cái enzyme mà có thể là gì, người ta gọi là có khử được những cái gốc tự do này. Người ta có đó cái enzyme là catala.
Catala có rất nhiều trong các cái động vật nè, ví dụ như các cái thịt của động vật. Cái thứ hai đặc biệt là trong những cái cây, những cái hoa quả, và hoa quả trong đó nó sẽ có rất là nhiều cái men catala. Catala thì có tác dụng là gì? Nó là khử đi cái gốc tự do này, do đó nó sẽ làm cho cái những cái chất mà bị oxy hóa đó nó trở nên, nó mất đi cái hoạt tính, và khi đó thì nó giúp cho cái sự tái tạo cũng như là cái sự phục hồi lại cái sắc tố melanin. Các nhà chuyên môn người ta cho rằng đây là một trong những cái chất mà có cái tác dụng rất là tốt đối với những cái mái tóc mà chúng ta hiện nay đang nuôi dưỡng không tốt và làm bị oxy hóa và gây nên cái tình trạng bạc tóc. Bên cạnh đó thì từ lâu đời thì một cái loại dược liệu đã được sử dụng để cải tạo cái mái tóc của chúng ta trở nên đen đen hơn, đó là cái vị hà thủ ô. Hà thủ ô thì theo người y học cổ truyền người ta nói đó là có tác dụng là bổ huyết hoạt huyết và có tác dụng là bổ cho cái thận. Thì thận là nguồn gốc của cái cơ thể chúng ta mà. Do đó các nghiên cứu hiện nay thì cho thấy hà thủ ô lại có tác dụng là gì? Có tác dụng chống oxy hóa và có tác dụng là tăng cường cái nuôi dưỡng cho cái nang tóc. Do đó nó có khả năng là lấy lại sự phục hồi của nang tóc cũng như là làm cho cái nang tóc nó có lại được cái màu tốt đẹp hơn. Bên cạnh nỗi lo về tóc bạc sớm thì còn một cái nỗi lo nữa, đó là tóc bị rụng do căng thẳng stress một khoảng thời gian, thì dấu hiệu này chúng ta thấy rất là rõ luôn ạ. Vậy có cách nào để khắc phục hay không mà thưa bác sĩ? Mỗi ngày chúng ta vẫn có những cái cọng tóc mà chúng ta sẽ rụng đi, vì cái cọng tóc đó đến cái ngày mà nó phải chết đi. Nhưng tuy nhiên nếu mà ngày nào mà chúng ta thấy là cái tóc của chúng ta cứ một ngày rụng tóc từ 50 đến 100 cọng sợi tóc á, thì chúng ta phải chú ý, vì đây là người ta gọi đó là rụng tóc bệnh lý. Khi rụng tóc bệnh lý thì có rất là nhiều nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân mà người ta gọi là do cái cuộc sống hiện đại đây, đó là do cái stress. Khi chúng ta bị stress á, thì cơ thể của chúng ta là mất đi cái sự điều hòa của hệ thống thần kinh và nội tiết. Do đó khi đó nó sẽ làm giảm đi cái nội tiết của cái sinh dục của chúng ta. Và khi làm giảm nội tiết sinh dục thì để bù lại cái nồng độ nội tiết sinh dục đó thì cơ thể sẽ tiết ra một cái nội tiết tố, đó là dihydrotestosterone, nó là DHT. Thì cái dihydrotestosterone này nó có một cái tác dụng là gì? Nó sẽ làm giảm đi, nó làm cho cái nang tóc của chúng ta là gì? Bị co lại, và nó làm cho cái tiết nhầy ở nang tóc nhiều hơn. Do đó khi đó nó sẽ làm cho cái nang tóc của chúng ta, cái sợi tóc của chúng ta không được nuôi dưỡng tốt, và khi đó nó sẽ bị rụng đi. Và khi bị rụng đi mà cái nang tóc của chúng ta lại bị teo lại nữa, nên do đó nó sẽ cái khả năng mọc tóc nó ít. Thì các nhà khoa học người ta đã phát hiện ra rất là nhiều cái loại dược thảo mà có tác dụng là gì? Ngăn ngừa cái sự tăng cái DHT, do đó nó làm chậm đi cái quá trình thoái hóa của cái nang tóc. Thì trong đó phải kể đến là cái quả cỏ lùn, và cái thứ hai là cái rễ cây tầm ma. Có tác dụng là ức chế sự tiết ra cái DHT và ức chế cái sự gắn kết của DHT lên trên cái nang tóc. Do đó nó sẽ làm cho nang tóc được phục hồi trở lại. Cái thứ hai nữa là cái cỏ roi ngựa đó, nó cũng có tác dụng là ức chế cái sự kích thích cái tiết ra cái DHT. Bên cạnh đó thì cỏ roi ngựa lại còn có tác dụng là tăng cường cái hoạt động của cái hệ thống mạch máu, do đó nó làm cho nuôi dưỡng lại cái nang tóc. Và có một cái tác dụng của cái cỏ roi ngựa đó là có cái tác dụng chống oxy hóa, do đó nó góp phần làm giảm đi cái tình trạng tổn thương của cái nang tóc. Nên nó sẽ làm cho cái sợi tóc khi chúng ta mọc trở lại, nó sẽ trở nên là rắn chắc, chắc hơn. Và ngoài ra thì còn có cái rễ của cái lúa mạch á, người ta có thêm những cái men, mà đặc biệt trong đó cái men là men catala rất là nhiều. Và ngoài ra còn có cái SOD, nó tác dụng là khử cái chất oxy hóa đó. Và do đó nó sẽ làm cho cái tình trạng là gì, các cái melanin ở trong cái nang tóc nó được phục hồi trở lại. Do đó đôi khi nó sẽ làm cho cái sợi tóc của chúng ta có cái màu trở lại tự nhiên hơn. Bên cạnh đó thì trong cái rễ của cái lúa mạch đó lại có thêm các cái vitamin nhóm B chẳng hạn. Và những cái vitamin này và cộng thêm những cái chất khoáng, ví dụ như là mangan nè, kẽm nè, và cái đó là những cái yếu tố vi lượng này nó lại có tác dụng là gì? Hỗ trợ, và nó sẽ giúp cho cái sợi tóc của chúng ta được là chắc hơn và trở nên mượt mà hơn. Ngoài ra thì để cho góp phần làm cho cái hiệu quả của các cái hoạt chất trong cái dược thảo này tốt hơn thì các nhà khoa học người ta còn bổ sung thêm các cái beta-cytosterone hoặc là cái biotin, nó sẽ giúp cho sợi tóc của chúng ta lại mượt mà hơn và trở nên là gì, bóng hơn. Ngoài ra thì còn có đồng và kẽm, nó giúp cho sợi tóc khỏe và chắc hơn. Thì với những cái tác dụng của những cái hoạt chất này, hiện nay với cái công nghệ dược hiện đại thì các nhà khoa học người ta đã chiết xuất ra những cái tinh chất ở trong các cái loại dược thảo này, và người ta đã định được cái hàm lượng của các cái tinh chất này. Do đó người ta sẽ khi kết hợp như vậy nó sẽ giúp cho là gì,
tăng cái tác dụng đồng hiệp đồng của các cái dược thảo, do đó nó sẽ làm cho khi chúng ta sử dụng nó sẽ có hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó nó lại có một cái lợi điểm là nó loại được những cái hoạt chất không cần thiết cho cái trong ở trong dược thảo, do đó nó tránh đi những cái tác dụng phụ không mong muốn trong cái quá trình chúng ta sử dụng. À, vâng, xin được cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ đã gửi đến chương trình. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng quay trở lại với buổi trò chuyện, xin mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau. Sao rồi? Ngồi đây. Nè, từ nãy giờ anh thấy là em buồn buồn nha. Đi làm mệt lắm hả? Em thật sự là em rất là buồn luôn á. Trời ơi, thời gian gần đây em không hiểu sao nha, cái tóc của em nha, nó càng ngày nó càng rụng. Mỗi lần em gội đầu xong nha là nó rụng. Mà không cần gội đầu nữa, em chỉ cần vuốt một cái là nó rụng. Anh có biết không, bây giờ đối với em hai bên này không hiểu sao mà nó trụi tóc hết trơn rồi nè. Thôi, anh biết rồi. Anh biết nguyên nhân rồi nè. Do em suy nghĩ nhiều, do em căng thẳng, do em thiếu ngủ, do em làm việc nhiều. Tại vì anh đã từng tìm hiểu rồi, là căng thẳng, stress nè, có thể là nguyên nhân gây rụng tóc. Phải không? Ừ. Do em thức khuya hả? Hay là em làm nhiều nè, rồi em công việc nhiều quá. Mình phải tìm những cái cách để cho mình phục hồi lại tóc mình. Ủa, có cách hả? Người yêu của em là một bụng thông thái nè, có giải pháp khắc phục luôn. Ủa, là có giải pháp khắc phục cái vụ này luôn? Hiệu quả luôn. Thôi đâu đó cho em coi. Anh nghiên cứu rồi, anh chụp lại luôn nè. Đây nè, em đọc nè. Cái giải pháp vô cùng hiệu quả, một mũi tên trúng hai đích. Đầu tiên là giảm rụng tóc nha. Đúng rồi. Thứ hai là cho mình không bị tóc bạc sớm nữa. Ôi, đâu trời, đây đó. Nhờ có chứa enzyme catalase tác động vào tận gốc nguyên nhân gây bạc tóc, rụng tóc, giúp khôi phục lại màu tóc tự nhiên, bổ sung cả hà thủ ô làm đen tóc từ chân tóc đó. Đây nha, còn nữa nè, chứa các thảo dược ngăn ngừa rụng tóc như là quả cọ lùng nè, rễ cây tầm ma nè, có các thảo dược kích thích mọc tóc nữa, làm tóc chắc khỏe như là cỏ lúa mạch nè, cỏ roi ngựa nè, rồi nữa còn nữa nè. Trời ơi, cái này mới quan trọng nè. Đây nè, em hay tới hấp tóc này kia đúng không? Bổ sung vitamin, trong đây có luôn, chứa đầy đủ các vitamin nguyên tố vi lượng nuôi dưỡng tóc như là vitamin B6, B5, mangan, đồng, kẽm, biotin. Đó, thấy chưa? Thấy người yêu em tài năng chưa? Trời ơi, đúng rồi. Bonnie Hair, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vâng ạ, trong buổi trò chuyện ngày hôm nay xin được chia sẻ cùng với lại anh Đông với lại chị Nghi. Được biết là một khoảng thời gian anh chị gặp phải tình trạng là bị rụng tóc rồi bị bạc tóc sớm. Và anh chị đã trải qua cái giai đoạn đó như thế nào? Cách thức nào để giúp cho anh chị có thể khắc phục được điều này ạ? Lúc đầu thì mình thấy cảm thấy tóc mình bạc chỉ có vài sợi thôi. Thì mình cũng ý y á, mình cũng nghĩ là chắc không sao đâu. Qua thời gian thì mình ăn uống bổ dưỡng lại thì chắc nó cũng sẽ không sao. Thì không ngờ từ từ thì cũng do cái stress á, như bác sĩ nói đúng. Thì stress suy nghĩ nhiều quá, cộng thêm cái nhiều cái tác động bên ngoài như mình thức khuya, rồi ăn uống thiếu dinh dưỡng. Thì càng ngày càng tóc bạc nhiều hơn. Nhiều lúc á, cũng nhuộm tóc á, theo cái màu hạt dẻ hoặc là màu ánh bạc, hoặc là màu vàng vàng á. Những cái màu tóc đen á thì nó không có sao, nhưng mà cái tóc bạc trắng nó vẫn thấy trắng. Không những thế á, ngoài ra khi bị tóc bạc á, mình còn bị rụng tóc. Mà khi mình vuốt tay nhẹ lên á, thì mình lại thấy là những cái sợi tóc á, nó vướng vào kẽ tay. Thì mình cảm thấy là nó càng ngày nó càng rụng nhiều. Mình cảm thấy rất là lo lắng. Và xung quanh chỗ ngồi của mình á, cũng rải rác những cái tóc rụng của mình rất là nhiều. Nhiều lúc đi gặp gỡ bạn bè, mình thấy bạn bè nó quần áo đẹp nè, tóc tai gọn gàng đẹp đẽ và những cái tóc xoắn đẹp thì mình cũng cảm thấy chạnh lòng. Đối với mình thì mình cũng muốn là cũng đẹp như các bạn vậy đó. Thì mình vẫn có thể là nhuộm tóc, nhưng mà mình cảm giác như nhuộm tóc là không có tốt lắm, sẽ dễ gây rụng tóc hơn, nên mình không có muốn nhuộm. Mình cũng đi tham khảo nhiều nơi, như là những cái dầu gội đen tóc nè, dầu dưỡng tóc nè. Dạ, vâng, xin được cảm ơn chị Nghi. Thế thì trường hợp của anh Đông như thế nào? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Hồi đó tôi 20 tuổi, học ở giảng đường á, thì các bạn nó có vạch đầu ra nhỏ dài cộng tóc bạc. Rồi trong khi tôi ra trường, công việc bị stress nên tôi bị tóc bạc. Thấy thế, vợ tôi mua dầu gội và thuốc nhuộm tóc và lược kẽ tóc về để tôi xài, nhưng tôi không thấy hiệu quả mấy á.
Thấy thế tôi quyết định đi nhuộm tóc. Càng nhuộm nó càng rụng tóc nhiều, nên tôi không dám nhuộm nữa. Vì dùng nhiều gội đầu linh tinh, nên tôi bị rụng tóc và hói cả đầu. Tóc tôi bị bạc hai bên mai và bạc trên cả đỉnh đầu, nơi nào cũng thấy bạc. Bác sĩ đánh giá như thế nào về phương pháp này ạ? Thành phẩm Boniha là sự kết hợp của là nhiều loại dược thảo lại với nhau. Và trong nhóm đó nó có những cái loại dược thảo mà có cái tác dụng là ngăn ngừa sự tiết ra các cái DHT. Và cái DHT này lại có tác dụng làm cho cái gì chúng ta chậm đi cái tình trạng rụng tóc. Và cái thứ hai nữa nó làm cho tóc của chúng ta trở nên là gì? Được nuôi dưỡng tốt hơn. Thì trong đó nó có là cái quả cọ lùn và cái rễ tầm ma. Thì ngoài ra lại còn có thêm cái cỏ roi ngựa. Thì cỏ roi ngựa là ngoài cái tác dụng mà là kích thích giảm cái DHT ra thì còn có tác dụng chống oxy hóa và tăng cường cái mạch máu để nuôi dưỡng cho cái chân tóc, do đó nó làm cho chân tóc của chúng ta được nuôi dưỡng tốt hơn. Ngoài ra thì còn trong đó còn bổ sung thêm một cái nhóm dược thảo, đó là cái rễ lúa mạch. Trong rễ lúa mạch thì cung cấp cho chúng ta các cái vitamin, các cái chất khoáng, ví dụ như trong đó có kẽm, có mangan chẳng hạn. Các vitamin thì nhóm vitamin B. Thì trong đó nó sẽ giúp cho chúng ta là gì? Bổ sung những cái chất cần thiết cho cái sợi tóc của chúng ta, nên làm cho sợi tóc của chúng ta khỏe hơn. Ngoài ra thì trong đó còn có các cái men, đặc biệt là có cái men catalase. Catalase là giúp cho cái gì? Cái sự hình thành cũng như là để duy trì cái gọi là cái sắc tố của sợi tóc đó, đó là melanin. Nên nó làm cho ngoài cái sự mượt mà của mái tóc ra thì cái sợi tóc của chúng ta nó trở nên nó có cái màu tự nhiên của chúng ta. Bên cạnh đó thì một cái loại dược liệu đã được sử dụng để cải tạo cái mái tóc của chúng ta trở nên đen đen hơn, đó là cái vị hà thủ ô. Các nhà khoa học người ta còn thêm những cái, nghĩa là gia thêm những cái các vitamin, những cái chất cần thiết cho cái sợi tóc, ví dụ như biotin, vitamin B5 chẳng hạn. Sản phẩm Boniha lại được là chiết xuất theo một cái công nghệ hiện đại, đó là công nghệ nano. Công nghệ nano là công nghệ giúp cho cái phân những cái hoạt chất đó thành những cái hạt rất là nhỏ. Do đó nó làm cho chúng ta hấp thu dễ hơn và nó làm cho chúng ta có một cái độ ổn định cho cái sản phẩm, và đặc biệt là nó phát huy được cái tác dụng. Bên cạnh đó thì Boniha lại được sản xuất tại nhà máy đạt cái tiêu chuẩn GMP của cái FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề rụng tóc, tóc bạc sớm, và chúng tôi cũng xin được chia sẻ những câu hỏi trên để nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Câu hỏi đầu tiên đến từ chị Hoàng Thị Hoài Thu ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau sinh em bé xong, tôi bị rụng tóc và bạc tóc rất là nhiều. Dùng sản phẩm chứa thảo dược Enzym Catala có được không? Phụ nữ của chúng ta sau khi sanh thì trong một cái quá trình chúng ta mang thai thì chúng ta phải cung cấp một cái chất dinh dưỡng rất là nhiều cho thai nhi để hoàn thiện thai nhi. Do đó đôi khi nếu chúng ta dinh dưỡng không đầy đủ, có thể chúng ta sẽ bị thiếu chất. Và cộng thêm là khi chúng ta sanh thì chúng ta bị những cái stress do sanh. Do đó nó sẽ có một số chị sau khi sanh xong thì bị rụng tóc và thậm chí bị bạc tóc trong quá trình nuôi con nữa. Thì Boniha từ dược thảo mà như chị nói đó, là trong đó nó có cái men catala và các cái hoạt chất. Thì tôi thấy trong đó có những cái, nó là những cái dưỡng chất thì chị có thể sử dụng rồi. Thì như vậy nó sẽ góp phần làm cho cái mái tóc của chị được phục hồi trở lại. Dạ vâng. Và tiếp theo chúng tôi xin được chia sẻ câu hỏi thắc mắc của chú Phạm Văn Đạo ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tôi 50 tuổi rồi, bạc nhiều ở tóc mai. Những sợi tóc con mới mọc ra đã bạc, càng nhổ đi lại càng thấy mọc ra bạc nhiều hơn. Thì dùng sản phẩm có chứa Enzym Catala và thảo dược có được không thưa bác sĩ? Đến cái tuổi 50 là cái tuổi bắt đầu chúng ta đi vào cái giai đoạn gần lão hóa, thì bắt đầu là sợi tóc của chúng ta nó sẽ mỏng dần đi và nó cũng sẽ bạc dần đi. Chú có thể thay đổi cái chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện. Bên cạnh đó chú có thể sử dụng Boniha từ dược thảo mà có thêm cái men catalase. Như vậy nó sẽ giúp cho chú là gì? Chậm cái quá trình bạc tóc. Boniha, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng để được tư vấn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Boniha đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.